Thưa quý cô bác tuổi Canh Tý kính mến, Minh Đường Tử Vi chỉ muốn nói, Canh Tý đừng buồn vu vơ nhé, đừng buồn sầu, hay lý trí cứ cảm thấy lạc lõng hoặc đôi chút chán trường, đó là mệnh trời sinh hay bẩm sinh cái quái tính. Dù là gì thì cứ lạc quan lên một xíu, cười nhiều lên một tẹo, mở lòng ra, bớt đắm chìm trong thế giới riêng, hãy cho mình và những người xung quanh một cơ hội mà bước chân vào tập luyện nhiều hơn, năng động hơn, thêm một năng lượng tích cực, thêm yêu đời lạc quan, tránh chẳng những sự vụ gì cũng ngẩn ngơ, nhìn trời man mác buồn vu vơ. Minh Đường Tử Vi chưa từng can thiệp vào quá khứ của Canh Tý, nhưng tương lai sẽ có Canh Tý chịu đựng cái số phận bị chèn ép. Đến giờ phút này đã là quá đủ rồi, giàu sang hạnh phúc an yên mới là thứ mà bản mệnh đáng được sở hữu, bị kìm hãm bấy lâu nay. Cô bác vẫn ổn cả chứ? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi hóa giải vận mệnh ngay tại video số này để cải vận thế mạnh. Ở tuổi 50, chưa bao giờ là muộn cả. Thưa quý tín chủ của Minh Đường Tử Vi, các cô bác hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký với chiếc chuông nhỏ này nhé. Thưa cô bác tuổi Canh Tý kính mến, thua làm gì, rồi lại có gì đâu mà phải đi với sầu, mất thì tìm lại, hoặc coi như là không, có nhẹ đầu mà làm việc khác. Có gì đâu mà phải tiếc nuối ưu tư, nằm trong đường bắt đầu suy nghĩ, lại chỉ cần ta còn số, trí ta còn bền, máu ta còn đầy nhiệt huyết, ta còn nắm nỗ lực, ta còn nhiều điều, thì vạn điều ta mong mỏi, triệu điều ta truy cầu, đều truy ý, rồi sẽ đạt được thành tựu, cùng sự an yên. Vậy nên nếu hôm nay mệt quá, hãy cứ nhẹn lòng mà nghỉ ngơi, cô bác nhé. Quý cô bác tuổi Canh Tý kính mến, cô bác đã bao giờ ghét ai chưa, hoặc chắc chắn là có. Sống ở đời 9 người thì 10 ý, tránh ra được chuyện xô xát bất đồng quan điểm, hậm hực cãi nhau. Cô bác đã bao giờ ghét ai mà chú ý đến cuộc sống của người đó chưa? Lại nói chắc chắn là có, dù ít dù nhiều, lâu lâu ngó qua một cái, hóng một tẹo có xem sao, sống chết hay ra sao, lại hỏi vậy, lúc kẻ mình có kết cấu biến cấu thì mình sẽ cảm thấy thế nào, hả hê chứ nhỉ? Người ta bảo, tác hại của khẩu nghiệp, ai cũng biết mà, niềm vui của đó lớn quá, khiến cho đường tu tập thật khó làm ăn, vậy lại hỏi hả hê xong rồi, cuộc đời cô bác có biến chuyển tốt đẹp hơn không? Lẽ dĩ nhiên là không, món nợ cô bác đang gánh, cô bác phải gánh sự có của công việc, cô bác đang đương đầu, cô bác vẫn phải đương đầu với sự vất vả. Cô độc của tâm khảm, cô bác chẳng biết chia sẻ cùng ai, cô bác hãy cứ đơn độc một mình, cuộc đời nào có khá hơn được, dù trong tích tắc, đã thỏa sự sân si. Mỗi chúng ta đều có góc tối ở đâu đó, con người buông thả theo gió, có người thì dưỡng tính, có người sẽ bảo cho cô bác sống thế nào là quan trọng, trái tim đầu óc phải thư thả thực tế một chút, mà tập trung vào bài toán cuộc đời, thế mới để ý được, thế mới điều khiển được cuộc đời của cô bác tốt đẹp hơn, như là cho học hỏi, cầu tiến, cầu thị, cho làm ăn nỗ lực, cho phấn đấu được thành tựu, không phải vì ta không biết cách sân si, mà đó mới chính là trí tuệ, để cho nhẹ đầu, mà hoan hỉ sống một cuộc đời tự mình ấm êm. Não bộ con người có hạn, cô bác nhớ, cô bác cũng có hạn, lưu giữ lại những gì đáng nhớ, hãy nhớ ký ức tốt đẹp giữa con người, đáng trân trọng rồi, thì cứ nhẹ người mà bước qua, thả hồn mà trôi. Cô bác tuổi Canh Tý có biết không, trong 2 tháng cuối năm 2023, có hung, có cát, nhưng hung cát ở đây còn phụ thuộc vào cô bác tận dụng những luận giải tử vi học thế nào. Nếu giải ra đại vận thì chẳng sao, nhưng nếu có lỡ luận vào đại hạn thì bản mệnh cũng nắm trước được thiên cơ, mà xoay chuyển được tình thế, có thể sau video này chúng ta sẽ chẳng gặp lại nhau trên không gian mạng rộng lớn YouTube, nhưng Minh Đường Tử Vi vẫn sẽ chúc cô bác tuổi Canh Tý có một đời an yên. Cô bác hãy dành mọi đăng ký kênh để tiếp sức cho đội phụng sự Minh Đường Tử Vi, ngày đêm cố gắng giúp đời, giúp người nhé. Trong công việc, những người thuộc tuổi Tý thường là những người đi đầu trong công việc, họ có khả năng lãnh đạo và có những ý tưởng độc đáo, sáng tạo. Khi làm việc trong môi trường tập thể, họ dũng cảm đối mặt với những khó khăn để đạt được thành công và thành đạt cho bản thân. Họ không hứng thú với những công việc nhàm chán và tẻ nhạt, bởi sở thích của họ là thử sức với những công việc khó khăn và khắc nghiệt hơn. Những người tuổi Tý luôn dành thời gian để theo đuổi hai thứ, đó chính là tiền bạc và địa vị. Nếu họ không đạt được những cái đó, thì coi như cuộc sống không còn ý nghĩa. Khi ở một vị trí cao trong tổ chức, thì họ luôn tràn đầy nhiệt huyết, tận tâm hết mức để đạt được thành công. Khi gặp một lĩnh vực yêu thích, họ quyết tâm phát triển và thể hiện tài năng của bản thân, không giống như một số người, cả thèm chóng chán. Trong khi công việc làm ăn gian nan, thì những người tuổi Tý càng kiên trì để đạt được thành quả. Chính vì vậy mà họ thường được những người xung quanh yêu quý, kính trọng và nể phục. Trong cuộc sống, tuy người tuổi Tý rất giỏi kiếm tiền, nhưng những người tuổi Tý thường sống rất tiết kiệm. Họ là người thân thiện, cởi mở và thường xuyên giúp đỡ những người xung quanh. Đặc biệt họ có khả năng điều khiển cảm xúc rất tốt, nên không bao giờ mất tự chủ khi nóng giận. Do đó,
họ xây dựng được mối quan hệ vô cùng thân thiết, gắn bó trong cuộc sống, họ không hề ưa nịnh và cũng không thích những người lười biếng. Họ luôn là những người cẩn thận và chặt chẽ, nên chẳng ai có thể lấy đi bất kỳ thứ gì của họ. Người tuổi Tý khá kín đáo, nên khi những chuyện bí mật, không bao giờ họ hé răng nửa lời. Họ cũng là người sống rất tình cảm, quan tâm và chăm lo hết mực cho gia đình. Sự nghiệp của người tuổi Tý, đa số những người tuổi Tý thường rất thành công trong cuộc sống. Dù có là đi lên từ hai bàn tay trắng, họ luôn là người muốn khám phá sức mạnh của bản thân. Bằng việc đối đầu với những công việc nguy hiểm mà không ai dám làm, đó cũng chính là lý do khiến những người tuổi Tý có thể gặt hái được nhiều thành công, khiến cho những người xung quanh phải nể phục. Tuy nhiên, cũng chính vì tính cách này mà nhiều người tuổi Tý đã vấp phải những thất bại vô cùng nặng nề, theo đuổi cuộc sống giàu sang và thành công là mục tiêu chính mà những người tuổi Tý luôn muốn theo đuổi. Tuy là cuộc sống của họ giàu có, nhưng những người tuổi Tý thường chi tiêu rất tiết kiệm. Tiếp theo là vận trình tổng quan 4 phương diện của người tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, trong tháng 11 âm lịch, năm 2023. Tử vi tháng 11 năm 2023 âm lịch. Nhiều cơ hội, nhưng không phải khi nào bạn cũng biết nắm bắt. Tử vi tháng 11 năm 2023, nhờ hữu bật chống đỡ lại các hung tinh, giúp cho vận trình của người tuổi Canh Tý tháng này khó khăn, cũng đang được giảm nhẹ, nhưng những trở ngại cũng dần lùi xa. Những rắc rối nếu có xuất hiện cũng được xử lý một cách nhanh chóng. Bản mệnh làm gì cũng nhận được sự hỗ trợ. Nếu có khó khăn thì cũng có người dẫn đường chỉ lối. Quan trọng là bạn có lắng nghe và kiên nhẫn làm theo hay không mà thôi. Nguyệt lệnh mộc dục hỗ trợ cho sự thay đổi cho những con giáp tuổi Canh Tý, tràn đầy hy vọng về tương lai của mình. Có thể bạn sẽ bắt đầu khám phá một sở thích mới hoặc có cơ hội được sống với đam mê một cách trọn vẹn nhất. Bên cạnh đó, bạn cũng nhận được nhiều sự ủng hộ và tin yêu từ những người xung quanh. Họ đều tin tưởng và hỗ trợ bạn hết mình trên hành trình sắp tới. Tuy nhiên, chớ nên có mới nới cũ, vì dù sao những nền móng cơ bản trước đây cũng không quan trọng. Họ cũng cho bạn những cơ hội và bạn chưa từng có chút kinh nghiệm nào cụ thể. Hãy thể hiện sự trân trọng với những gì đã trải qua, đã diễn ra trong cuộc sống của bạn. Tháng này, bản mệnh cũng khá đào hoa, có nhiều người theo đuổi, nhưng xem ra tuổi Canh Tý đang rất yêu bản thân, chưa muốn có thay đổi nào lớn ở khía cạnh tình cảm trong thời gian này, thế nên không ít người tuổi này thẳng thừng từ chối tình cảm của người khác. Thái tuế xuất hiện trong tháng này, do đó bản mệnh nên cẩn thận hơn trong vấn đề di chuyển, đi lại, nhất là khi xuất hành xa, cần phải chuẩn bị mọi thứ thật kỹ càng và cẩn thận. Tử vi sự nghiệp. Tháng mới, con giáp tuổi Canh Tý nên tập trung nâng cao hiệu quả công việc, bất cứ nhiệm vụ nào mà bạn đang đảm nhiệm, đều phải quan tâm cả, chi tiết lẫn tổng thể, không được chủ quan, đề phòng kẻ xấu muốn ý gây rối. Những người này có thể đến từ công ty cạnh tranh hay từ chính công ty của bạn. Nếu đóng vai trò là người lãnh đạo, đừng quá cố chấp, hãy cùng nhân viên củng cố sự đồng thuận nội bộ. Là một cách tốt nhất để tự bảo vệ mình, bạn càng khiêm tốn, càng có lợi. Dù bạn là ai, cũng đừng ngại ngần thừa nhận một số thiếu sót của bản thân. Lời khuyên cho bạn trong thời gian này, đó là không nên để cái tôi lấn át, đừng vội vàng gạt bỏ khi nghe người khác trình bày ý tưởng. Hãy tích lũy những điều ích vô cùng nho nhỏ để cho sau này. Tử vi tài lộc. Xem tử vi tháng 11 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch, cửu tử bay về phương Đông Nam, báo hiệu cho những tin tốt lành sẽ đến với bản mệnh chủ trong tháng này. Nhìn chung, cơ hội kiếm tiền nhiều hay ít đều hoàn toàn nằm trong tay bạn. Thế nhưng, cũng đừng vì thế mà quá tham lam. Những thành tích trong công việc hay trong học tập của bạn đều đứng ở vị trí khiến ai nấy đều phải ngưỡng mộ đấy nhé. Nhiều người vì thế mà được thưởng hoặc tăng lương. Các thứ quyết định lớn đưa ra trong tháng này hứa hẹn nhiều điều tốt lành. Khi vận may tốt như bây giờ, bạn có thể lắng nghe trực giác mà không cần suy nghĩ quá kỹ hoặc hỏi ý kiến của quá nhiều người. Tử vi tình duyên. Nguyệt lệnh mộc dục cho thấy bạn rất thu hút với người khác giới, cho dù không có chủ tâm muốn kết nối hay gây ảnh hưởng tới ai. Nhìn chung, khi bạn giữ trong mình một tâm thế thoải mái, vui tươi, thì những điều tốt đẹp cứ thế tự động tới với mình, năng lượng tình yêu tràn ngập. Cung tử vi của tuổi Tý, nếu bạn có thể nên mở lòng cho đối phương một cơ hội để tìm hiểu, hứa hẹn họ là người có thể mang lại mối quan hệ lâu bền. Ngược lại, nếu bạn để cơ hội qua đi vì sự cố chấp, lạnh lùng của bạn, thì bạn sẽ bị hối tiếc, nhân đôi cơ hội này để về ra mắt gia đình, hoặc bàn chuyện cưới hỏi, có con. Không thời điểm nào phù hợp hơn lúc này khi mà thiên thời địa lợi nhân hòa như thế. Bạn cũng có thể bắt gặp một vài sự thay đổi trong các mối quan hệ xã giao trong tháng này thông qua bạn bè hoặc đồng nghiệp. Do đó cũng đừng từ chối những lời mời đi chơi
tham gia hội nhóm để gia tăng niềm vui, đừng quá câu nệ những chuyện khác nhé. Tử vi sức khỏe. Cuộc sống có những thời điểm khá căng thẳng, đòi hỏi bạn phải tập trung xử lý, nhưng sau đó, cách tốt nhất để giải tỏa căng thẳng là tìm một hoạt động thư giãn mới. Bản mệnh phải gánh trên mình nhiều trách nhiệm, nhưng đừng vì những vấn đề gây stress khiến bạn bị bệnh tật nhé. Thời điểm tháng 11 âm lịch, thời tiết sẽ lạnh hơn, do đó bạn nên quan tâm hơn tới khía cạnh sức khỏe của bản thân mình, cũng như những người thân trong nhà, đặc biệt là trẻ nhỏ, rất dễ bị ốm. Với điều kiện thuận lợi cho các dịch bệnh, bạn cũng dễ bị cảm mạo. Sức đề kháng giảm, luôn cố gắng giữ ấm cơ thể, trước khi đi đâu nên xem dự báo thời tiết để chuẩn bị trước quần áo, trang phục cho phù hợp. Tiếp theo là vận trình tổng quan của người tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, trong tháng 12 âm lịch năm 2023. Khởi sắc rõ rệt, nhờ nhiều cát tinh tề tựu, bước sang tháng này, tin vui là vận trình của người tuổi Canh Tý có nhiều khởi sắc rõ rệt ở hầu hết các phương diện trong tháng cuối cùng của năm. Con giáp này có điềm báo quý nhân đồng hành, dìu dắt vượt khó, nên khởi sự trong tháng dễ thành, các kế hoạch diễn ra suôn sẻ, tạo thêm sự tự tin cho bản mệnh. Được cả lục hợp và nguyệt lệnh lâm trường sinh soi chiếu, viễn cảnh tương lai đang rất tươi sáng, miễn là bạn có cố gắng, dám làm, dám chịu, thật sự nghiêm túc với sự lựa chọn của bản thân. Sự thuận lợi chắc chắn sẽ đến khi con giáp này biết đương đầu, biết chấp nhận với mọi trở ngại. Tài vận trong tháng cuối năm khá vượng, công việc suôn sẻ, hứa hẹn thu nhập cũng tăng tiến, đặc biệt là người làm ăn kinh doanh. Có thể chủ động đẩy mạnh kinh doanh, buôn bán và đầu tư trong tháng cận kề Tết này, sẽ có cơ hội thu hoạch được khoản lợi nhuận không nhỏ khi thị trường đang nóng. Về tình cảm, nhân duyên của tuổi này cũng rất tốt đẹp, nhờ có đào hoa chiếu mệnh, người độc thân đi đâu cũng được chú ý. Sớm muộn gì cũng tìm thấy nửa kia phù hợp, không phải lo lắng thái quá về tuổi tác, đời sống hôn nhân êm đẹp, gia đình có nhiều tin vui. Tuy nhiên do quá bận rộn, mải mê với công việc và làm giàu, khi Tết đang đến gần, con giáp này có thể bị lao lực, sức khỏe sa sút, do đó bạn nên chú ý chăm sóc cơ thể hơn để không bị ngã bệnh vào thời điểm này. Thưa quý vị, để Minh Đường Tử Vi tiết lộ cho quý cô bác một chút về tử vi của cô bác trong năm 2024, để xem quý cô bác trong năm này là hung hay cát. Đối với nam mạng, bản mệnh sinh ngày 28 tháng 01 năm 1960 đến 14 tháng 02 năm 1961 dương lịch, thuộc tuổi Canh Tý, cầm tinh con chuột. Người tuổi Canh Tý có thiên can Canh kết hợp với địa chi Tý, mang ý nghĩa lương thượng chi thử, tức chuột trên xà. Nam sinh năm 1960 thuộc mệnh thổ, bích thượng thổ, năm 2024 giáp thìn là năm mệnh hỏa, theo quy luật của ngũ hành, hỏa sinh thổ. Như vậy mệnh hỏa của năm tương sinh với mệnh thổ của tuổi, thiên can Canh tương xung với can giáp, địa chi Tý tam hợp với thìn. Bước sang năm này, sự nghiệp và cuộc sống của nam mạng tuổi Canh Tý sẽ có sự thay đổi, công việc không còn là sự ưu tiên hàng đầu. Thay vào đó, bản mệnh sẽ dành phần lớn thời gian cho đời sống tinh thần và tình cảm gia đình. Tổng quan tử vi nam Canh Tý, sinh năm 1960, trong năm giáp thìn, ổn định trên phương diện sự nghiệp, mệnh chủ cần chú ý hơn tới các vấn đề liên quan tới sức khỏe và mối quan hệ gia đình. Trong năm này, nam tuổi Canh Tý sẽ gặp được quý nhân phù trợ, bạn tốt giúp đỡ. Bước sang độ tuổi 65, công việc của nam mạng tuổi Canh Tý có chiều hướng an toàn hơn. Thế cân đối này tạo nên sự ổn định cho sự nghiệp, càng về cuối năm càng có những dấu hiệu khởi sắc, chỉ cần mệnh chủ duy trì thái độ làm việc nghiêm túc, cẩn trọng và cầu tiến. Trong năm 2024 này, đôi lúc Canh Tý nam mạng phải đối mặt với một số rắc rối, trục trặc, nguyên nhân là do bản mệnh có phần chủ quan, quá tin tưởng vào người khác. Nhưng nếu nam tuổi Canh Tý bình tĩnh giải quyết mọi chuyện, sẽ êm xuôi và tốt đẹp hơn. Tình hình tài chính của nam tuổi Canh Tý trong năm giáp thìn không có gì đáng lo ngại, nếu bản mệnh chủ duy trì thói quen sống giản dị, tiết kiệm, không xa hoa lãng phí ở độ tuổi xế chiều. Nam mạng tuổi Canh Tý nên có kế hoạch tiết kiệm tiền cho bản thân nhiều hơn. So với việc lo nghĩ cho người khác, bản mệnh có thể dành ra một khoản dưỡng già ngay từ bây giờ. Ngoài ra trong năm này, nếu có ý định đầu tư tiền bạc, thì Canh Tý nam mạng nên thận trọng, suy nghĩ thật kỹ, không nên mạo hiểm đầu tư vào các lĩnh vực có rủi ro lớn hoặc chưa từng có kiến thức, sự hiểu biết. Cuộc sống hôn nhân của mệnh chủ khá yên ấm, tuy rằng trong đời sống thường ngày khó tránh khỏi mâu thuẫn, nhưng chỉ cần lắng nghe và thấu hiểu người bạn đời nhiều hơn, nam tuổi Canh Tý có thể dễ dàng giải quyết những xung đột này. Bước sang năm 2024, bản mệnh đôi khi sẽ phải lo nghĩ về các vấn đề liên quan tới gia đạo,
Cách tốt nhất để gia đình êm ấm, hạnh phúc là dành thời gian bầu bạn, sẻ chia với con cháu để rút ngắn khoảng cách. Tin vui gõ cửa, gia đạo nam mạng tuổi Canh Tý 1960, trong năm này có thể là thêm người, thêm của, đây cũng là cơ hội giúp tình cảm giữa mọi người khăng khít bền chặt. Ở độ tuổi nghỉ hưu, sức khỏe là quan trọng nhất với bản mệnh sinh năm này, cơ thể bắt đầu có những dấu hiệu lão hóa. Tuy nhiên, sự biến đổi này không gây ảnh hưởng nhiều nếu quý ông tuổi Canh Tý duy trì thói quen sinh hoạt tốt, ăn uống, nghỉ ngơi điều độ. Trong công việc, bản mệnh nên tránh làm việc nặng, vận động quá sức. Sau ngày dài làm việc, có thể sử dụng các bài thuốc ngâm chân kết hợp với xoa bóp cơ thể để phòng tránh các bệnh đau xương khớp. Riêng với nữ mạng, nữ Canh Tý sinh năm 1960, nhờ sự chăm chỉ làm việc trong nhiều năm mà bước sang tuổi 65 đã có một quỹ đạo công việc ổn định, vững chắc. Nếu tiếp tục duy trì công việc, sự nghiệp của bản mệnh thì sẽ không có gì biến đổi. Tuy nhiên, nếu muốn nghỉ ngơi và dành nhiều thời gian cho bản thân, Canh Tý nữ mạng có thể phải chuyển giao một phần công việc cho người khác. Nhìn chung, cuộc sống của bản mệnh trong năm này khá yên ấm. Nữ mạng tuổi Canh Tý nên lưu tâm nhiều hơn tới vấn đề của sức khỏe, hạn chế vận động mạnh, làm việc quá độ, gây hao phí sức lực. Ngoài ra, cần kết hợp chế độ sinh hoạt, ăn uống hợp lý. Tổng quan sự nghiệp của tuổi Canh Tý nữ mạng trong năm 2024 khá ổn định. Mọi chuyển biến thay đổi đều đã được bản mệnh tính toán từ trước, nên không khó để ứng phó khi vấn đề xảy ra. Tuy nhiên, nếu muốn thúc đẩy tiến triển của công việc, nữ tuổi Canh Tý sẽ phải đầu tư thời gian và công sức nhiều hơn, cần vận dụng linh hoạt kinh nghiệm dày dặn cùng sự hiểu biết sâu rộng vốn có. Công việc không tạo ra áp lực, nếu bản mệnh chủ có thể cân bằng thời gian nghỉ ngơi và sinh hoạt khi làm việc, quan trọng nhất vẫn là tinh thần làm việc chủ động và tích cực. Nếu nữ mạng sinh năm 1960 là người chu toàn, cẩn thận thì tình hình tài chính trong năm này không có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, nếu chưa có sự chuẩn bị, bản mệnh nên sớm tiết kiệm một khoản dự trù cho bản thân. Canh Tý nữ mạng là người đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và chi tiêu gia đình. Do đó, nếu cần đến một khoản tiền lớn, bản mệnh nên hỏi ý kiến người thân, bàn bạc trước khi đưa ra quyết định, hạn chế vay mượn tiền bạc với những người không đáng tin cậy. Nữ mạng tuổi Canh Tý nên để tâm tới cảm xúc của người bạn đời nhiều hơn khi xảy ra mâu thuẫn, thay vì nóng nổi. Hãy giữ thái độ bình tĩnh để giải quyết vấn đề. Bản mệnh là người biết lắng nghe, chia sẻ nên dễ dàng hóa giải được mọi hiềm khích. Bước sang năm 2024, gia đạo không còn là nỗi lo của Canh Tý nữ mạng, con cái trưởng thành, gia bề yên thất. Tinh thần bản mệnh phần nào cũng nhẹ nhõm và thanh thản hơn. Để gắn bó tình cảm gia đình, bản mệnh nên dành thời gian để sẻ chia, bầu bạn với con cháu nhiều hơn. Ở độ tuổi 65, bản mệnh cần quan tâm và chú trọng đặc biệt tới sức khỏe để tránh những bệnh về xương khớp. Nữ tuổi Canh Tý 1960 nên tập thể dục đều đặn, ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý. Không chỉ rèn luyện thể chất, bản mệnh cũng cần giữ tinh thần lạc quan, tích cực, tham gia thêm các hoạt động xã hội công ích, hành thiện tích đức để đón nhận nhiều phúc phần cho gia cháu, gia môn. Thưa quý vị, Đức Phật không còn chê việc thiện nhỏ. Chuyện kể lại rằng, Đức Phật có người em họ tên A La Luật, rất chăm chỉ tu hành, nhưng có lần A La Luật ngủ gật trong một buổi thuyết pháp lớn của Đức Phật. Biết chuyện, Ngài gọi người này đến và hỏi, A La Luật à, có phải ai đang bắt ông theo ta tu tập hay không, hay là thiện đang nợ nần? Sợ làm việc vất vả nên trốn vào đây để không phải làm gì nữa, thảnh thơi hơn làm việc ở thuê ngoài kia. A La Luật lạnh lùng đáp lời, Bạch Thế Tôn, đệ tử là hoàng tử nên không phải làm thuê, cũng chẳng phải do nợ nần ai cả. Đệ tử đi tu vì cảm kích công hạnh của Ngài, với mong muốn họ hỏi, để sớm giác ngộ giải thoát, có thể tập khí cũ quá nhiều, nên con bị mê mờ che mắt, không đủ tỉnh táo để nghe hết những lời của Đức Thế Tôn chỉ dạy. Nghe xong, Đức Phật giải bày, mong muốn của ông rất chính đáng, nhưng khi muốn giác ngộ và thoát giải sinh tử, thế nhưng, sao lại mê ngủ đến vậy trước những câu hỏi của Đức Thế Tôn? A La Luật cảm thấy vô cùng xấu hổ, kể từ đó ông sám hối, chưa bỏ tật ngủ gật, thậm chí còn tỏ rõ quyết tâm của mình khi phát nguyện lớn, nếu đời này không thành đạo, tôi không nhắm mắt. Chính vì lời này mà A La Luật kể từ đó không ngủ, ban ngày làm việc chăm chỉ, ban đêm siêng năng hành trì, đến nỗi mắt sưng to và đỏ tấy, các thầy thuốc khuyên ông ngủ lại bình thường sẽ khỏi bệnh. Nhưng A La Luật cho rằng, bản thân nói được phải làm được, Đức Phật nghe chuyện đến khuyên can ông, nhưng ông vẫn không ngủ. Cuối cùng A La Luật bị mù mắt hẳn khi chưa chứng đạo. Một hôm, trang phục của ông vô tình bị rách, thế nhưng không thể nào tự khâu lại vì không thấy đường xỏ chỉ vào kim.
A-la luật nói lớn, có ai xỏ kim giùm tôi không? Lúc này Đức Phật đi ngang qua nghe được, liền đến xỏ kim giúp người đệ tử mù của mình. Ngài nói, để ta xâu cho. A-la luật rất cảm động trước tình thương bao la của Phật. Xâu chỉ xong, Phật trao kim lại, nhưng ngài A-la luật chẳng thể thấy để may. Tay cứ mân mê cái áo, thấy thế, Đức Phật lại bảo, để ta giúp cho. Suốt cả ngày, Đức Phật nắm tay A-la luật để hướng dẫn chỉ mũi kim lên xuống đều đặn. Mãi đến chiều mới vá xong, để giúp cho A-la luật không cần bịt mắt, vẫn thấy nguyên suốt 3.000 thế giới, Đức Phật dạy ông phương pháp nhập định, luyện phép thiên nhiên. Bản chất vốn kiên quyết, lại tuyệt đối tin Phật, ngài A-la luật được thiên nhãn thông, ngài thấy được giáo đoàn suy tôn là bậc thiên nhãn đệ nhất trong hành thánh chúng. Có thể thấy, lúc này Phật đã thành đạo, thường xuyên giải quyết cho chúng sinh mỗi ngày, nhưng vẫn không từ chối một việc nhỏ như sâu kim cho đệ tử mù. Chính Đức Phật khuyên chúng ta rằng, không nên chê việc thiện nhỏ, và ngài là tấm gương lớn cho lời khuyên ấy. Việc làm của Đức Phật khiến chúng ta phải suy ngẫm lại, bởi ngài là bậc toàn giác, bậc thầy vĩ đại mà không bỏ qua việc làm phước nhỏ. Khi đủ nhân duyên, chúng ta phải biết, việc thiện dù lớn hay nhỏ, cần mẫn cóp nhặt để như giọt nước lâu. Ngược lại, việc ác dù nhỏ đến mấy, ta cũng phải tránh không làm. Ta làm việc ác nhỏ lâu ngày, tạo nên nghiệp ác lớn. Ví như lỗ thủng dò dì nước vào thuyền, nếu không chặn lại ngay từ đầu, đến một lúc nào đó, nó sẽ nhấn chìm cả chiếc thuyền lớn. Quý vị kính mến, trong cuộc sống hàng ngày, nhiều người thường nghĩ rằng sự phát triển chính là vươn cao, vươn xa, nhưng bản chất chính là hấp thụ mọi tinh hoa, rồi bồi về cho gốc rễ, ta bồi về cho nhân tâm ta bồi về cho gia tộc ta, cho dân tộc ta, vậy nên ta hòa hợp với người, ta hòa hợp với đại tự nhiên, ta hòa hợp với thiên, địa, quỷ, thần. Những ai tu luyện được những giáo lý trên, rồi đem nó giáo hóa cho con cháu, ắt hẳn phước báu sẽ hiện tiền, đời sau bao đời con cháu hưng vượng,